ở Việt Nam bây giờ phần lớn đang kinh doanh bằng quan hệ và bắt đầu họ chuyển sang kinh doanh bằng thị trường thật sự và thiếu những con người có kiến thức chi tiết và thực sự như thế này. Và nếu các bạn có được kiến thức như thế này thì thưa với các bạn doanh nghiệp họ chào đón. Vâng, và đây chính là câu trả lời cho các bạn là lộ trình thăng tiến của bạn như thế nào và tôi xác định rõ lộ trình thăng tiến rồi thì tôi viết luôn ra đây cho các bạn một cái câu luôn slogan luôn này này hãy kiên định mạnh mẽ để tiến lên trong mỗi thời khắc ta được sống vì nếu đã xác định được con đường hãy kiên định mà đi đấy không đấy và sai lầm lớn nhất là chúng ta không xác định được con đường ngay từ đầu thế là chúng ta đi cứ loang quang loang quang vậy thì bây giờ chúng ta tiếp cận vào nghề truyền thông hay marketing hay sale hay chăm sóc khách hàng cho nữa thì trong nghề truyền thông nó chia làm nhân viên nó chia làm bốn loại nhân viên ba loại nhân viên. Một là nhân viên chuyên làm nội dung ăn xong nghỉ, ăn xong nghỉ, ăn xong nghĩ ăn xong nghỉ. Đấy. Đấy. Tao nghĩ là như này, tao thấy có cái kịch bản hay lắm. Nếu mà cái này viết về cái này kiểu gì, khách hàng họ cũng thích. Nếu viết về cái này kiểu gì khách hàng cũng thích. Và bạn thấy trong cuộc đời này người làm nội dung khi đi tán gái là thằng nào? Là thằng bạn nó cố vấn đấy. Nó cố vấn để làm nội dung đấy. Đấy. Thằng đấy nó chỉ có nói xong xong nó truyền đạt xong và để thằng kia đi nói thôi chứ nó chỉ cần ra được ý tưởng thôi. Thì thằng này chuyên môn ý tưởng. Nhưng mà thằng này cực kỳ sáng tạo và lương cao. Hiện nay trong thị trường là thằng này là thằng thiếu số 1. Cực kỳ thiếu luận. Và nên nhớ là riêng vị trí này mà ở học viện siêu Việt Nam bọn tôi ấy là bọn tôi tuyển vị trí mà gọi là bình thường tôi cũng phải trả 12 đến 15 triệu nó mới nghĩ được ra. Còn cái loại mà cực kỳ xuất sắc thì phải là 5 60 triệu một tháng. Nhân viên thì đấy. Nhưng mà không có, cái loại này nó phải trải nghiệm đời kinh khủng lắm. đứa nào phải cực kỳ sáng tạo mới làm được cái món này. Thường là nó phải làm bê bết ở cái nhóm dưới này xong nó mới lên được cái nhóm này. Đấy. Thế tiếp theo là cái đứa, đứa này nó nghĩ ra nội dung thì một đứa đóng video. À, một đứa đóng vào video. Mọi người dung không? Đóng vào video. Đấy. Sau khi đóng vào video xong à, thì xuất hiện một thằng nhân viên thiết kế. À, thằng nào mà nghĩ ra cái hình ảnh thì phải có thằng gì ạ? vẽ vời Photoshop đưa vào Corel để đưa vào gì ạ thiết kế đấy thì như vậy là phải học về thiết kế làm được video và làm được nội dung thì ở đây bạn sẽ làm một trong ba vị trí nhân viên hoặc nội dung hoặc video hoặc thiết kế nhưng thông thường bạn đã làm phòng truyền thông là bạn phải được học cả ba cái này bởi vì ai bây giờ không có thằng nghĩ nội dung cho mình thì thôi mình cứ ngồi chơi à ví dụ mình đi xây mà không có thằng vác gạch cho mình thì mình cứ ngồi chơi à không hay gì vậy đấy hay là gì bạn phải làm được video đúng không tức là ví dụ như là ừ, thôi thì mình vác gạch lên mà không có thằng xây thì mình phải xây chứ bây giờ lại vác gạch lên trên đấy trên giáo rồi không có ai thì mình phải xây chứ bây giờ cứ ngồi chờ tiếp tục thiết kế ví dụ vậy nó không thiết kế cho mình thì mình phải tự thiết kế chứ thôi không đẹp nhưng cũng phải biết thiết kế chứ. đấy tôi lấy ví dụ như thế thì phải biết hết cái này và bạn làm nhân viên trong truyền thông thì có mấy nhân viên và tất nhiên có nhân viên tổ chức sự kiện nhưng tôi không đưa vào đây vì nó chỉ là một phần thôi. Tiếp theo, bạn làm marketing thì bạn cũng làm nội dung nhưng nội dung này là nội dung gì ạ? Khi nào khuyến mãi, nội dung quảng bá sản phẩm. Còn cái nội dung này là nội dung gì ạ? Quảng bá doanh nghiệp. Nội dung này là nội dung gì ạ? Quảng bá sản phẩm. Đấy, xong cũng làm video mà video này là video gì ạ? Quảng bá sản phẩm. Video này là gì ạ? Quảng bá doanh nghiệp. Bạn hiểu như vậy. Thiết kế cái này là thiết kế gì ạ? Thiết kế để quảng bá sản phẩm. Ông này thiết kế về gì ạ? Quảng bá doanh nghiệp Đấy Và tất nhiên chức năng của ông này còn chạy quảng Quảng cáo Đấy và ông chạy quảng cáo Như vậy Nhưng mà thường các bạn nhìn thấy nhân viên marketing trong đời Thường bạn hay nhìn thấy vị trí chạy quảng cáo À và cứ thằng nào quảng cáo quả thằng kia đang marketing Cứ quảng cáo là marketing Không mấy thằng này Mấy thằng này nó với là bố già nhá Thằng nội dung này nó với là bố già về marketing này Thằng trên này là nội dung Nó với là bố già về truyền thông này Nó là đạo diễn chính Còn mấy ông này là gì ạ à? vác gạch đi giải thôi, ăn theo nói leo thôi. Nhưng phần lớn bắt đầu vào nghề lại là từ ăn theo nói leo, thưa các đại ca nhá. Không có đại ca không em thấy nghe thầy giới thiệu với em làm thẳng nội dung. Có làm vào mắt. Rồi tiếp tục, sale là nhân viên bán hàng. À, và thường các chú đi theo hướng này nhiều này. Đi theo hướng này rất là nhiều. Và cuối cùng là chăm sóc khách hàng. Đấy. Vậy thì từ nhân viên thì bạn lên trưởng gì? trưởng tim thì khi bạn lên trưởng tim thì bạn học thêm kỹ năng quản lý con người vì đến đây là có người rồi à, quản lý công việc bạn quản lý công việc tức là bạn quản lý công việc của người khác nó giống như kiểu là uh, Cái anh cu đi đốc công ấy. đấy rồi tiếp tục từ trưởng tim ba cái vị trí này thọt vào vị trí trưởng phòng truyền thông đấy bạn mới thấy là gì ạ uh, Các ghế này bắt đầu nó ít dần này ghế ít và đít ở đây thì là nhiều đấy càng xa này bắt đầu là ghế ít thì đít nhiều không bắt đầu là đến đây trưởng phòng bắt đầu chết vội rồi mấy ông này là mẹ ngồi đấy mà ngu thì còn đâu đi lên được trưởng phòng với mấy thằng này trong ba thằng này chỉ có một thằng lên này, trong ba chú đi được chú được lên à không đấy là lên trưởng tim là ngon này đấy thậm chí có bốn năm chú nhân viên với một chú lên trưởng tim trong bốn năm chú trưởng tim này với lên được một chú trưởng phòng ghế ít đít nhiều ba bốn thằng nhân viên một thằng lên được trưởng phòng đảng và nhà nước đấy nhìn thấy ngay mà chứ không cứ ta nào nhân viên xong cũng lên trưởng phòng thì cái đất nước này nó sập à không sau khi lên trưởng phòng rồi thì chú học kỹ năng quản lý con người vì bấy giờ là trong đấy của chú có con người quản lý công việc quản lý con người xong đến cái chức năng kinh doanh giám đốc kinh doanh là bắt đầu chú quản trị hiệu quả của kinh doanh xong bắt đầu chú lên giám đốc điều hành và lên chủ tịch hội đồng quản trị và con đường nào thì cũng đi về thành Rome vấn đề là mình có giỏi hay không và có muốn về thành Rome không? Đừng về vì hiện nay đang Covid Đấy Còn nếu khi nào hết Covid nên về thành Rome Đấy Đích nào rồi cũng phải đến cái này Và đến cái kia Và đích con người ta khi làm doanh nghiệp Đã học quản trị kinh doanh thì đích đến là cái này Đích đến là cái này Và không có chú nào là xác định cái này Vậy thì bạn phải hiểu là làm nhân viên hay trưởng team trưởng phòng Nó chỉ là một giai đoạn quá độ Để bạn bước lên một bậc thang mới và đời của thằng làm kinh doanh trong suốt 10 năm là chỉ lên được ba vị trí này từ đây lên đây thôi trong suốt chục năm đầu. Chục năm đầu. Thì bạn phải lăn lộn trong cái đống này và cực kỳ vất vả và kẻ nào sẵn sàng vất vả trong 10 năm đấy để chiến đấu mà 10 năm thì rất là nhanh. Tôi lấy ví dụ như là bạn 20 tuổi thôi và bạn chiến đấu 10 năm thì 30 tuổi bạn đứng ở vị trí này là quá ngon rồi. Chứ còn không không chén được nhanh đâu. Vậy thì bạn chỉ cần xác định cho tôi là 2 năm, 3 năm làm nhân viên 2 năm làm trưởng team Là 5 năm 3 năm làm trưởng phòng 3 năm năm làm trưởng phòng Thì bạn lên đây bạn chắc như cục gạch Còn chú nào mà xác định nhảy vọt phát lên đây nhá Thì chỉ có con nhà đại gia và đốt tiền thôi Cho nên khởi nghiệp rất nhiều chú Mang tiền ném xuống sông Quay được đúng được độ khoảng 6 tháng Sau đó mặt méo Đấy, thì bạn phải đi từ đây đến đây chắc như cục gạch và đây là con đường lộ trình của bạn và thưa với bạn nhân viên ở vị trí kinh doanh thì tôi nói với bạn rằng hiện nay thì đến ngày mùng 1 tháng 7 năm 2020 này thì chính thức xóa bao cấp à xóa cái 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 việc mà các cháu nó vào biên chế ở nhà nước cho nên vào nhà nước mà không làm được việc nó cũng đuổi. Và 100% bây giờ đi làm phần lớn là tư nhân. Và hiện nay tôi nói với bạn rằng là có khoảng ở Việt Nam hiện nay là khoảng 700.000 doanh nghiệp. Và với 700.000 doanh nghiệp thì cần 700.000 trưởng phòng kinh doanh. Cần nhiều hơn rất nhiều các trưởng team và nhân viên. Và đặc biệt ở Việt Nam bây giờ phần lớn đang kinh doanh bằng quan hệ và bắt đầu họ chuyển sang kinh doanh bằng thị trường thật sự và thiếu những con người có kiến thức chi tiết và thực sự như thế này và nếu các bạn có được kiến thức như thế này thì thưa với các bạn doanh nghiệp họ chào đón cho nên trường doanh nhân khi mà bọn tôi đào tạo ra ấy, có đầy đủ kiến thức như thế này thì họ xếp hàng họ nhận và không bao giờ đủ hàng để cung cấp và tôi xin lỗi tôi tạm gọi những cái người học xong là hàng vì hàng của tôi hot quá không bao giờ đủ cung cấp và bạn hãy cứ định tâm nếu bạn theo con đường kinh doanh Thì bạn hãy đi theo con đường này thì đi như thế này Đi theo con đường này thì đi như thế này Còn là phụ nữ thì thường họ đi như thế này Vọt lên đây Đấy để các bạn nhìn thấy Đấy chính là lộ trình để các bạn thành công trong tương lai Vậy hãy kiên định mạnh mẽ để tiến lên trong mỗi thời khắc được sống Kẻ nào mà lười trong 10 năm đầu Thì kẻ đó sẽ đau khổ trong những năm tiếp theo Còn kẻ nào mà lăn lộn trong 10 năm đầu thì thành quả còn lại là quả ngọt xác định từ bây giờ đi các bạn trẻ rồi bạn hỏi tôi như thế này xong lộ trình thăng tiến của tôi như thế nào và cơ hội việc làm của bạn như thế nào thì tôi đã trả lời rồi và bây giờ chúng ta sang cái câu chuyện đến đây xong thì bạn hỏi là vậy tôi phải chọn môi trường học như thế nào thì với gọi là một môi trường tốt thì mời bạn qua video clip tiếp theo trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc website trường doanh nhân CEO Việt Nam .edu.vn hotline 1800 577722 nhánh 12